mà chị, em đang thiếu màu vàng nữa là xong chú mèo rồi này. Đây này, màu vàng của em đây gì? Chị ơi, cái màu vàng bé tẹo này cầm tô đau tay lắm. Từ lúc nãy em vẫn tô được đây còn gì? Đây. Nhưng mà em tô chậm. Chậm thì lâu dần sẽ xong. Nhưng mà chị, cho em mượn màu vàng này. Ai cho? BB TV. Màu hồng. Màu xanh. Màu vàng này tô đau tay quá. Em có màu vàng khác không nè? Hết màu vàng mất rồi. Chị ơi, chị cho em mượn màu vàng đi. Màu vàng này hay là màu vàng này? Hay là màu vàng này? Cho em mượn màu này chị ạ. Ai cho? Cho em mượn một tí đi mà chị có nhiều màu vàng như thế, cho em mượn một màu đi. Mượn một tí á? Vâng. Không cho đấy. Nhưng mà chị đang vẽ con gì đấy? À, chị đang vẽ con lợn này, em nhìn này, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đây là con lợn á? À? Chị vẽ đẹp thế này, em không nhận ra đây là con lợn sao? Em lần đầu em mới thấy chú lợn màu xanh gì ạ? Màu xanh cũng đẹp mà. Con lợn đất chả đầy màu sắc còn gì. Chị nhìn của em này, chú mèo của em đẹp không? Cũng được. Không đẹp bằng con lợn của chị. Đẹp mà. Nhưng mà chị, em đang thiếu màu vàng nữa là xong chú mèo rồi này. Đây này, màu vàng của em đây gì? Chị ơi, cái màu vàng bé tẹo này cầm tô đau tay lắm. Từ lúc nãy em vẫn tô được đây còn gì? Đây. Nhưng mà em tô chậm. Chậm thì lâu dần sẽ xong. Nhưng mà chị, cho em mượn màu vàng này. Ai cho? Cho em mượn một tí đi mà chị. Chào hai con. Con chào bố. Hai con đang học vẽ à? Vâng ạ. À, bố nhìn này. Ôi, con gái lớn của bố vẽ con gì vậy? Bố, đây là con lợn mà sao bố không nhận ra nhở? Thôi, bố đùa thôi, bố biết con lợn mà. Con biết ngay mà, con bé đẹp không bố? Đẹp. Bố ơi, bố nhìn của con, chú mèo của con đẹp không? Đâu, bố? Để bố xem. Chú mèo, sao con lại không tô cho hết chú mèo đi, cho tô có một nửa à? Con thưa bố nè, cái hộp màu của con gần hết rồi, nên là cầm rất đau tay. Con mượn màu vàng của chị nhưng mà chị không cho bố ạ. Nên là con tô bị chậm. Con gái lớn. Dạ. Sao con lại không cho em con mượn màu? Em cũng có đấy, mượn con làm gì ạ? Chị nhìn này, cái màu vàng của em này. Thì lúc nãy em vẫn tô được con mèo đấy còn gì, tô xong cái tai mèo rồi. Bố mua về là cho hai đứa dùng chung, sao lại dành một mình vậy con? Dạ. Con, em tô hay làm hỏng màu lắm. Hỏng thì bố mua cái khác cho. Có hai chị em trong nhà mà suốt ngày mà cứ cãi nhau miết như vậy là sao? Với lại cũng không biết chia sẻ với nhau nữa. Còn con là lớn, phải nhường em chứ. Vâng. Chị xin lỗi nha. Không sao đâu chị ạ. Thôi, bây giờ em thích tô màu vàng. Chị cho em màu vàng. Đây, màu vàng đi. Tô đi, tô đi. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhá. Lần sau nha, bố mà biết mà thấy mà hai đứa mà không biết chia sẻ với nhau nữa là bố là không mua cái gì cho luôn. Con biết chia sẻ rồi mà bố. Thì sao chúng con sẽ chia sẻ với nhau bố ạ? Lần sau mà chị mà không chia cho con cứ nói với bố. Vâng ạ. Thôi con vẽ tiếp đi. Chị chia cho em rồi, em nói với bố đi. Không sao đâu bố ạ, bây giờ chị chia cho con rồi mà. Thôi, chia cho em rồi mà. Hai đứa như vậy có phải là bố vui không? Vâng ạ. Thôi hai con học tiếp nha, bố đi ra ngoài đây. Vâng ạ, con chào bố. Con chào bố. Này, em tô đi, tô đi. Này, bây giờ nhá, em thích lấy màu nào chị cho em màu đấy luôn. Vâng ạ, em chỉ cần màu vàng thôi chị ạ. Em tô đi. À, tô xem ai tô được nhanh hơn nào. Tô đi. Đợi em nữa chứ. Chị vẽ xong chưa? Chị á, chị xong rồi. À, em xong quá. Chưa? Em cũng xong xong chị ạ. Ôi con mèo của em đẹp quá. Đây, may nhờ chị cho em mượn màu nhá. Em vẽ nhanh hơn luôn. Đây, đẹp xong quá. Rồi. Nhưng mà bây giờ
của cả hai chị em mình rồi mà. Vâng ạ. Này, hai chị em mình mang vào phòng treo đi. Đi chị. Để màu ở đây tí nữa hai chị em mình ra dọn. Vâng ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.